Một thông tin cực kỳ vui đến từ luật sư Tiết Ngọc. Sau khi hôm qua xong cái vụ thẩm định đất tại Thủ Đức, thì mới đây trên trang cá nhân của mình, luật sư Tiết Ngọc có chia sẻ một số thông tin như sau. Và sau đây xin mời cô chú và bạn cùng theo dõi cái đoạn chia sẻ của luật sư Tiết Ngọc trên một bài đăng mới nhất, và hiểu thêm về cái những cái trình tự giải quyết vụ án là như thế nào nhé. Mới đây luật sư Tiết Ngọc cũng chia sẻ những cái thông tin liên quan về buổi xem xét thẩm định hai thửa đất ở Thủ Đức ngày hôm qua, cũng như là những cái sự việc ồn ào về cái câu chuyện bộ phim của Hồng Loan, những cái mâu thuẫn giữa chị Phương Lê và anh Nguyên Vũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thì Minh Nguyễn thân chào tất cả quý anh chị thân thương nha. Thì xin chia sẻ mọi người một cái thông tin mới nhất của luật sư Tiết Ngọc. Mến chào cả nhà, buổi sáng tốt lành. Luật sư nhận được nhiều sự quan tâm, lo lắng về những sự việc diễn ra mấy nay xung quanh Loan. Có cả người trách móc sau ngày hôm qua 15 tháng 11, 2023 lịch xem xét thẩm định đất Thủ Đức mà luật sư bỏ Hồng Loan một mình. Buổi sáng tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ, vui vẻ. Hôm qua 15 tháng 11 có luật sư Nguyễn Trọng Ân đi cùng Võ Thị Hồng Loan và có Ni Na Ni Sa Nguyễn. Ni chỉ đến trễ do kẹt xe nên Ni đến thẳng Ủy ban Nhân dân phường để ký biên bản làm việc. Luật sư Ngọc không có mặt vì hôm qua Ngọc có lịch làm việc ở trại tạm giam vụ án hình sự khác. Từ lúc luật sư Tâm Quang đồng hành, Loan chưa bao giờ một mình trong tất cả mọi việc. Nên cả nhà yên tâm nha, những việc liên quan đến các anh chị yêu thương Loan đã xảy ra. Hơn ai hết, Loan là người buồn nhất, nên mong cả nhà hãy để câu chuyện giải quyết theo cách tự nhiên. Rồi mọi chuyện sẽ qua, và điều gì tốt đẹp vẫn mãi là tốt đẹp. Bởi chân lý vẫn là điều xuất phát từ trái tim, sẽ đến với trái tim. Tòa án sẽ giải quyết vụ án của gia đình của cố nghệ sĩ qua việc xét xử công khai, có thể đến quý 1 hoặc quý 2 năm sau 2024 mới giải quyết xong. Vì vậy, mọi người yêu thương Loan hãy bình tâm chờ đợi và theo dõi thông tin kết quả. 99% cộng đồng mạng có niềm tin khi ủng hộ lẽ phải, ủng hộ Hồng Loan thì đừng nao núng trước 1% những bài viết, những lời bình luận bóp méo sự thật, làm lung lay ý chí. Luật sư hiểu mọi người thương Loan nên bức xúc, vì không sao hiểu những yêu cầu bất hợp lý của họ lại được xem xét giải quyết và mất quá nhiều thời gian làm ảnh hưởng cuộc sống của Hồng Loan. Nhưng với những gì thực tế và căn cứ pháp lý bảo vệ Hồng Loan, thì luật sư mong mọi người đừng lo lắng, hoang mang, đừng bị ảnh hưởng bởi những ngòi bút viết thuê đang mỗi ngày một chút cố gắng định hướng dư luận theo hướng lệch lạc mà họ mong muốn. Hãy chờ đợi kết quả giải quyết của tòa án. Luật sư không thể thông tin chi tiết từng bước đang giải quyết, nhưng tất cả những gì có thể chứng minh để bảo vệ Hồng Loan thì chúng tôi vẫn đã, đang và sẽ quyết liệt thực hiện. Giờ thì đó là cái thông tin của chị luật sư Tiết Ngọc chia sẻ một số thông tin liên quan về cái buổi xem xét thẩm định ngày hôm qua tại hai thửa đất của ba Hồng Loan. Thì ngày hôm qua thì anh chị cũng có theo dõi, thì đây là cái chiếc xe của đoàn luật sư Tâm Quang. Ngày hôm qua thì luật sư Tiết Ngọc thì như chia sẻ thì cũng bận đi công tác. Thì luật sư đoàn luật sư Tâm Quang gồm có tới 5 luật sư nha anh chị. Thì qua anh chị cũng đã theo dõi cái diễn biến bên cơ quan chức năng đến để mà xem xét thẩm định đất theo yêu cầu của phía bên kia đó. Đó thì ngày hôm qua do cái vấn đề lý do kẹt xe, cho nên là tại cái thời điểm đó thì chị Ni không có mặt ở ngay cái miếng đất này.
Và sau đó thì sau khi mà xem xét thẩm định hai cái thửa đất ở Thủ Đức á, thì cơ quan chức năng đó thì mời cả hai bên lên ủy ban phường Linh Đông đó, để mà lập vi bằng đó. Thì luật sư cũng nêu rõ cái quan điểm trong cái câu chuyện Hồng Loan, những cái vấn đề ồn ào ngày hôm qua về cái bộ phim của chị Hồng Loan đó, thì cũng nhận được những cái ý kiến trái chiều. Nói chung ra đó thì theo cái quan điểm của mình thì tất cả mọi người ai cũng đứng về cái lẽ phải, vì yêu thương mà đến ủng hộ cho con gái của ông Hoàng Cải Lương là chị Hồng Loan. Và tất cả đều mong muốn là gia đình của Hồng Loan, mọi người đều vui vẻ yêu thương lẫn nhau. Vì phía bên Phương Lê thì cũng ủng hộ giúp đỡ cho Hồng Loan, và anh Nguyên Vũ cũng vậy. Nói chung là tất cả đều có cái mục tiêu là hướng tới Hồng Loan trong cái câu chuyện này, để ủng hộ Hồng Loan từ những khán giả hàng triệu khán giả về mặt tinh thần. Và câu chuyện mà bộ phim của Hồng Loan thì anh Nguyên Vũ thì cũng có chia sẻ trên trang cá nhân lý do như thế nào mà ảnh làm cái bộ phim cho Hồng Loan. Thì ngày hôm qua thì mình cũng có đăng tải một số cái video, và chị Ni thì cũng đã đăng tải cũng nói rõ cái lý do luôn. Và cái câu chuyện này mình nghĩ là nên khép lại, và mọi chuyện giữa hai bên nên là có một cái tiếng nói chung đó, để mà nói chung ra cũng không nếu mà làm như thế thì Hồng Loan rất là khó xử nha mọi người. Phải nói Hồng Loan rất là khó xử. Cái câu chuyện này phải nói rằng hôm nay thì báo chí cũng đồng loạt đưa cái thông tin mà cái buổi xem xét thẩm định ngày hôm qua đó, thì có một cái dòng mà mình thấy rất là hay, đó là vụ tranh chấp di sản thừa kế đòi nhà cho ở nhờ đó. Thì sáng nay mình thấy là báo chí đồng loạt đưa tin lên. Nói chung là luật sư Tiến Ngọc cũng là chia sẻ rất là cặn kẽ. Nói chung ra những việc liên quan tới Hồng Loan thì mọi người nên hết sức bình tĩnh và cứ chờ đợi, và cũng giải đáp những cái thắc mắc của quý khán giả là tại sao cái vụ án này lại kéo dài đến như thế, và phía bên kia lại có những yêu cầu phải nói khá là bất cập luôn, rất là vô lý luôn đó, để cho khán giả như ai yêu quý Hồng Loan được nắm bắt và biết được cái thông tin kịp thời. Thì luật sư nãy cũng có chia sẻ rất là rõ, có thể là kéo dài qua năm sau nha mọi người, tức là năm quý 1, quý 2 năm 2024 đó. Thì đây là cái hình ảnh mà luật sư đoàn luật sư Tâm Quang nè mọi người. Đó, lúc khoảng luật sư ngày hôm qua thì có mặt trước 8 giờ. Trước 8 giờ và sau đó thì phía bên kia thì đến, cũng như là cơ quan chức năng thì cũng có mặt từ rất sớm. Ngày hôm qua thì vì lý do kẹt xe đó mọi người, nên là chị Hồng Loan tới trễ chút xíu thôi. Cũng có một số góp ý là nói tại sao mà chị Hồng Loan lại có mặt không đúng giờ mà để luật sư đứng chờ đợi như vậy. Nói chung ngày hôm qua thì anh chị cũng có xem những hình ảnh thực tế ở đó rồi. Thì mới đây thì anh Nguyên Vũ cũng có chia sẻ một cái status hé lộ vài hình ảnh trong MV phim ca nhạc Hơn Cả Người Thân, sáng tác Khánh Đơn, Vũ Đan Thị Phạm cảnh doanh nhân, giám đốc Hoàng Nguyên, do diễn viên Huỳnh Trường Thịnh đóng. Ba của bé Hoàng Linh lúc nhỏ bị kẻ trộm đột nhập vào nhà, tác động vật lý và kết Hoàng Linh, tức là do Hồng Loan đóng lúc lớn, được che chở trong vòng tay yêu thương của bà Vú, do diễn viên Kiều Trinh đảm nhận. Và người bạn đã yêu thương Linh từ nhỏ tới lớn tên là Na, do em Ni đóng nè. MV chỉ quay trong một ngày là phải xong nên cực nhưng mà vui. MV không lời thoại vì kịch bản chỉ hơn nửa trang giấy, nhưng ai cũng đóng hết mình. Vũ xin cảm ơn vì tất cả nhé. Hôm nay Vũ lại tiếp tục đi đóng phim Yêu Lại Lần với vai Lâm nữa của đạo diễn Nguyễn Dương đây. Thì anh Nguyên Vũ cũng mới vừa đăng một số cái hình ảnh mà ngày hôm qua đó mọi người. Ngày hôm qua sau khi mà thẩm định đất ở Thủ Đức xong thì Hồng Loan cũng đi đóng phim. Nói chung ra thì tất cả ai cũng yêu quý Hồng Loan, cũng vì Hồng Loan, cũng vì là yêu thương mà đến tất cả chúng ta. Đó, từ những người xa lạ trong cái câu chuyện này. Và
đứng về cái lẽ phải để mà bảo vệ cho Hồng Loan, thì mình cũng mong là mọi người nên là vui vẻ. Nói chung ra thì mình, nói chung ra giữa Phương Lê cũng tốt mà anh Nguyên Vũ cũng tốt, nói chung là vậy. Thì mình hy vọng là mọi chuyện nên khép lại, không có những cái hiểu lầm không đáng có nha mọi người. Đó thì thôi, mình cũng xin tạm khép lại cái video ở đây. Cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh, ấn chuông thông báo. Mình xin chào và hẹn gặp lại.